Ngày nay, việc sử dụng mạng xã hội đã trở thành một yêu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, đúng quy định, vừa bảo vệ chính mình, vừa góp phần giúp lan tỏa những mặt tích cực, hạn chế tối đa những mặt tiêu cực là điều mà người dùng mạng xã hội cần quan tâm. Thay vì sử dụng mạng xã hội như một phương tiện để giao tiếp, một số kẻ xấu đã sử dụng mạng xã hội như một công cụ để lừa đảo nhằm để chiếm đoạt tài sản của người khác. Thậm chí có không ít trường hợp sử dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Đây là các hành vi vi phạm pháp luật. Chúng ta cần phải nhận thức và có những cái kiến thức nhất định về pháp luật, đặc biệt là luật an ninh mạng, cũng như là nghị định 15 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực là bưu chính viễn thông, là tần số vô tuyến điện. Thì cái này là chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta nhận thức rõ để mà từ đó chúng ta đăng tải, chúng ta chia sẻ những thông tin, tránh nó gây ảnh hưởng đến những cái tổ chức cá nhân và quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi tham gia trên mạng xã hội. Thời gian qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã đăng tải chia sẻ nhiều bài viết cảnh báo các thủ đoạn và khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội nên sử dụng mạng xã hội có văn hóa, có trách nhiệm và đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dùng. Nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng đã được làm rõ để giáo dục hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. Từ không gian mạng có nhiều thông tin tích cực cũng đã được chia sẻ lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức của người dùng, nhất là người dùng trẻ. Tuyên truyền các bạn đoàn viên là mình phân bổ thời gian sử dụng mạng xã hội sao cho có hiệu quả nhất. Mình tránh lạm dụng mạng xã hội. Mình ứng xử trên không gian mạng, trên mạng xã hội thì mình phải ứng xử có văn hóa, có chuẩn mực. Rồi mình cũng phải chịu trách nhiệm với những cái nội dung mà mình đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Để nâng cao nhận thức cho các bạn đoàn viên thanh niên, phản bác lại những cái thông tin xấu độc trên không gian mạng thì thời gian tới thì các bạn đoàn viên cũng tăng cường trang bị cho mình cái kiến thức cũng như nắm vững cái quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để mạnh dạn phản bác đấu tranh những thông tin xấu độc đó. Các bạn đoàn viên thanh niên cũng cần phải có cái bản lĩnh mạnh dạn là đấu tranh đối với những cái thông tin xấu độc trên mạng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật khi dùng mạng xã hội là yêu cầu đang được thực thi nghiêm túc. Công tác tuyên truyền giáo dục tạo sự lan tỏa, sự lành mạnh trong sử dụng mạng xã hội cũng đang được các cấp, các ngành quan tâm. Vấn đề còn lại là những người dùng mạng xã hội phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm để mạng xã hội trở thành bạn đồng hành, nhân lên nhiều việc tốt.